mong muốn sở hữu cho mình một cái doanh nghiệp riêng. Ok chưa? Điều đó tốt không? Tốt. Tốt mà. Ok chưa? Sau này mà các bạn mong muốn rằng các bạn nói rằng các bạn ra làm chủ, các bạn muốn khát khao rằng các bạn sở hữu một doanh nghiệp riêng, mà nào nó làm tắt đi cái ý chí của bạn là bạn chửi nó. Ok không? Ok chưa? Ok. Chúng ta muốn thay đổi, chúng ta muốn phát triển mà nó không ủng hộ, nó còn giặt tao, nó là khùng. Mày khùng. Làm công một ngon mà không chịu làm công ra làm chủ. Khùng. Có không? Có. Ai nói như vậy không? Có không? Có. Hồi kia mình mới ra khởi nghiệp vậy, mấy bạn mình, thằng nào nó cũng nói mình khùng. Ok chưa bạn? Thằng thứ nhất nó nói mình khùng. Thằng thứ hai nó nói mình khùng. Thằng thứ ba nó nói mình khùng. Thằng thứ tư nó nói mình khùng. Mình vẫn biết là mình không có khùng. Okay. Thằng thứ năm nó nói mình khùng, thằng thứ sáu nó nói mình khùng, thằng thứ bảy nó nói mình khùng, thằng thứ tám nó nói mình khùng, thằng thứ chín nó nói mình khùng, thằng thứ mười mình nói mình khùng, thằng thứ mười một nó nói mình khùng, mình thấy mình hơi nghi rồi đó. Ok, phải nhiều, bởi vì nhiều thằng nói như thế nào, nó nói quá, nhưng mà sau này nó như thế nào? Hồi lúc đầu mình mới ra cái nghiệp mà mình đi bán nước mắm mà, sau này mình mới có kinh nghiệm mình xử lý. Cứ thằng nào mà nó khuyên mình á, là đừng có lên đây khởi nghiệp là mình kêu nó mua nước mắm của mình đi. Ok chưa? Mình kêu mua đi thì mình sẽ nghe lời khuyên của nó. Ok không? Nó không mua là mình chửi nó, mình kêu chai nước mắm mà còn không mua nó phải đặt ngồi khuyên. Ok bạn? Nó là nó mua. Ok chưa? Ok chưa? Ok chưa? Anh kêu nó mua xong thì bắt đầu mình ngồi mình nghe nó khuyên. Mà nó khuyên nó hồi nhiều quá mà nó hết chai nước mắm rồi. Mua chai nữa đi. Ok không? Ok bạn ơi. Ok không? Thằng nào mà nó khuyên mình là nó mua nước mắm mệt nghỉ luôn. Ok phải. Dạ tao ra, anh đứa này quá thú vị. Tuy nhiên nó như thế nào cái mình gặp rất là nhiều bạn mới ra cái nghiệp đó, họ vẽ ra một bức tranh đẹp lắm. Đúng rồi, bức tranh đẹp thì cũng lên. Ok chưa? Rồi họ nghĩ rằng tự hào mà vui lắm, mơ cái cảnh mình chuẩn bị ra là chủ doanh nghiệp. Ok bạn. Suy nghĩ hồi rồi thì họ cũng phải quyết định, họ ra họ mướn cho mình một cái văn phòng. Ok bạn, họ mướn cho mình một cái văn phòng và mướn cái văn phòng rồi bắt đầu kêu bạn bè tới rồi dự ngày khai trương. Ok không? Khai trương rất là hoành tráng. Sau khi bạn bè về rồi thì văn phòng còn có một mình rồi. Ok bạn, họ mới phát hiện ra rằng bây giờ họ phải ngồi họ giữ cái văn phòng đó. Ok bạn, like hay chưa kịp